Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một quán bán trứng vịt lộn ở khu Thảo Điền quận 2, khu Đất Đỏ. Rất là nhiều biệt thự. Đây là con đường Xuân Thị, quận 2, Thảo Điền nha các bạn. Đây. Địa chỉ 104 là tiệm trứng vịt lộn Kim Thảo. Đây đặt vào mắt chúng ta sẽ là rất là nhiều trứng vịt lộn. Bên trong là không gian dành cho khách ngồi ăn tại chỗ. Đây, những nhân viên đang làm những trứng vịt lộn cho khách vào thưởng thức. Khách vào nườm nượp nha các bạn. Một bịch nữa bỏ 10 cái hả cô? Rồi, một bịch 10 cái. Tối ăn. Rồi nó mới trứng trứng 20 trứng sống. Tối nay ăn. Có bịch rau 8 ra coi. Mua mang về là mình bỏ trong cái đó hả cô? À đúng rồi. Tại sao mình phải lót thêm một miếng? Cho nó nóng, nó giữ nóng. Chứ không phải nó nguội. Đây là những cái kệ được dĩa, đây là những cái chén nhỏ để mình đựng trứng cho nó khỏi nóng nha các bạn. Đây cũng được rất là sạch sẽ và ngăn nắp. Một ba leo này một ly số 5 nhà luôn. Hai túi ngoài mấy người vậy? Chỉ như vậy là mình đựng được 3 trứng là được. Không em, tùy theo số lượng của người chị lấy trứng, vậy mới nhớ được. Ví dụ bình quân một người vô là 2 trứng. Nhưng mà khách ăn 3 trứng. Một ngày là mình bán khoảng bao nhiêu trứng chị? Tùy theo bữa nữa. Tùy theo cái số lượng nó dao động từ 1.000, 2.000, 3.000 cũng không chừng. Mình không có nói được. Làm ra 2 trứng luôn.
lộn. Đây là muối tiêu này, và riêng nhà quán làm đặt bị nó cần mang về để chuẩn bị sẵn. Đó, này là muối nè. Ủa mẹ, hai người đâu chị? Đồ răm đây cũng rất là sạch. Cái trên đó đó. Cái này muối là tự mình làm hay sao chị? Dạ đúng rồi, tự làm. Tự làm ra, ở nhà làm ra. Cô là vậy vậy chị quá. Một người là một người chén muối tiêu ớt. Còn những cái nguyên liệu này là ở đâu mình lấy ở đâu ra chị? Nguyên liệu này là tự của mình làm, quán học mình làm Kim Thảo tự làm luôn. Tự làm, tự pha chế theo cách riêng của quán Kim Thảo. Đây những thực khách vào ăn trứng vịt lộn rất là đông nữa các bạn. Ở đây thì một trứng là 10.000 đồng. Đây là những văn viên văn phòng vừa ra ca đã bố trí một con bàn để thưởng thức món trứng vịt lộn ở tại phường Thảo Điền. Đây là không gian của quán, đặt những bộ bàn ghế nhựa nhỏ nhưng mà rất là đông khách. Đó, các bạn thấy không, rất là nhiều khách dân văn phòng và cả những người giàu tới đây ăn trứng vịt lộn ở khu đất đỏ phường Thảo Điền quận 2. Ngồi trứng vịt lộn thì đây còn bán thêm nước mía nữa và bia nữa nha mọi người. Nè, khách vào đây thưởng thức rất là nhiều. Thông thường thì một người ăn từ 2-3 trứng trở lên không à. Điều đặc biệt nhất ở đây, những khách hàng tới thưởng thức đều thích nhất là nước muối tiêu ớt. Nước rất là ngon. Ngon nhất ở đây vịt lộn, ngon nhất là cái này nè, nước chấm. Muối tiêu ớt chanh, muối tiêu với ít ớt và chanh được nặng vô. Đây. Nguyên mặt ha. Trứng rất là nóng, rất là thơm ngon. Đây trứng cũng không non, cũng không già, rất là được ưa chuộng. Và vì sao chị Kim Tính, chủ quán vịt lộn Kim Thảo rất là nổi tiếng. Khi mà ăn vịt lộn chúng ta nhớ là ăn cái đầu to nha. Đập cái đầu to, lấy cái muỗng nhỏ nè. Đập như thế này. Đập xung quanh cho nó vuông. Chúng ta bóc ra. Bóc ra vừa bề mặt, đừng để cho chảy nước.
đó, thì sẽ bóc cái lớp màng ra. Đây trong nước này rất là bổ nè, nước thật sự rất là bổ. Và nếu mà thêm tí muối vô cho nó mặn 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 rồi chúng ta húp cái nước này thôi, húp cái nước này trước khi ăn chứ không nó sẽ đổ nha các bạn. Lượng khách vào quán trứng vịt lộn Kim Thảo cũng rất là đông, toàn là người sang trọng làm văn phòng không các bạn. Từ cái tối lại là khách rất là nhiều, chủ quán mở thì từ 3 giờ chiều cho tới khoảng 8-9 giờ tối là hết rồi. Kim Tính, chị đang lấy trứng để phục vụ khách và đã là bị đồn là bán 9 năm tại đây và đông khách quá nên người ta đồn là 9 năm mua 9 căn nhà mặt tiền đây các bạn. Lại luôn. Đây. Đây lâu chưa chị Tính à? Đây là 4 năm. 4 năm hồi xưa mới Thảo Điền mới còn mới phát triển á.